Phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức phát gói hỗ trợ an sinh cho các bệnh nhân đang thực hiện cách ly điều trị COVID-19 tại nhà. Qua đó giúp bệnh nhân giảm bớt khó khăn, yên tâm thực hiện các biện pháp phòng dịch đúng quy định. 20 hộ nghèo, hộ khó khăn, lao động ở nhà trọ đang cách ly điều trị COVID-19 tại nhà đã được Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước trao tặng gói an sinh. Mỗi gói trị giá 350.000 đồng, gồm 10kg gạo, 3kg rau củ, 10 trứng gà, đường, sữa, dầu ăn, nước tương bột nêm. Tổng giá trị hỗ trợ là 7 triệu đồng, được trích từ nguồn vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Ngoài nguồn vận động của Mặt trận Tổ quốc phường, phường Tân Phước còn lập danh sách các hộ dân hiện đang cách ly điều trị COVID-19 tại nhà, đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã và tỉnh hỗ trợ giúp các hộ dân yên tâm ở nhà cách ly điều trị bệnh.